Mẹ Thanh Thủy xin gửi
lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã thương yêu Thủy, và cũng ai cũng có lời động viên và khích lệ tinh thần cho Thủy đến cuộc thi sắp tới. Là bà mẹ cũng chúc con hành trình sắp tới là thật nhiều sức khỏe và cứ thể hiện hết sức mình. Kết quả đi đến đâu thì cũng được, là mẹ muốn là con cố gắng là thể hiện tất cả những gì mà con mong muốn và con muốn là con làm được. Thật sự là xin cảm ơn ạ. Thế còn với chị Dung, thưa quý vị, chị Dung thì gần như là sát sao theo dõi những cái hoạt động của Thủy trong suốt 2 năm qua. Chị có muốn chia sẻ điều gì không? Lúc nãy thì Dung cũng chia sẻ nhiều rồi, và lúc chia sẻ đó thì chia sẻ một cách trang trọng đó, cho nên mình giữ lại cái ý này, mình không nói. Bây giờ trong không khí gia đình thì mình nói, đó là mình đang sợ cái hung của cuộc thi Miss International là ai cũng đi lấy chồng hết trơn á. Là đầu tiên là Thùy Dung nè, rồi đến Tường Sang nè, rồi Phương Anh nè, rồi giờ đến Thanh Thủy, nên là Thủy ráng giữ mình nha con. Dạ, theo con biết thì đại diện Việt Nam ai cũng đi lấy chồng, nhưng mà hoa hậu quốc tế thì chưa ai lấy chồng hết. Chúng ta hãy cùng chúc cho Thanh Thủy sẽ thi thật tốt, và mong rằng chiếc vương miện sẽ đến với Việt Nam để Thanh Thủy có thể thực hiện cái câu chuyện của mình, đó là sẽ thực hiện một năm đương hiện, đúng không em, nếu may mắn em đạt được cái ngôi vị cao nhất. Và một lần nữa thì chúc mừng hai bác, bởi vì hai bác đã có một cô con gái không chỉ xinh đẹp, tài năng, luôn nỗ lực, mà lại còn có một trái tim ấm áp, và đặc biệt là ứng xử 10 điểm không có nhân, đúng không ạ? Xin được cảm ơn cả ba rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn chị. Mời Thủy chia sẻ được điều. Dạ vâng ạ. Con cũng muốn gửi lời cảm ơn ba mẹ, tại vì là ba mẹ luôn luôn tạo điều kiện và ủng hộ mọi bước đi của con. Dù nó như thế nào, dù nó mạo hiểm, hoặc là dù ba mẹ vẫn lo cho sự an toàn, hoặc là chất miếng ăn, chất ngủ của con, thì ba mẹ vẫn luôn ủng hộ hết mình và hỗ trợ con hết mình. Con cảm ơn ba Nam mẹ Dung vì đã tạo điều kiện cho con trong tất cả mọi thứ, những dự án cộng đồng. Và con xin gửi lời đến các bác, các anh chị của báo Tiền Phong, tại vì con đã gửi lời mời nhưng mà ở xa nên mọi người cũng không có sắp xếp thời gian để đến được. Nhưng mà mọi người vẫn đang ở Hà Nội để ngóng chờ cái buổi send off lần này của con. Cho nên là con xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, các bác báo Tiền Phong đã tạo điều kiện để cho con có thể tham gia nhiều sứ mệnh cộng đồng và sứ mệnh của một hoa hậu Việt Nam ạ. Bạn có muốn nói điều gì về ekip media đã giúp cho mình thực hiện cái clip dự án nhân ái không? Dạ, Thủy cũng được biết là ekip media của mình rất là mất ăn, mất ngủ. Có thể là nửa đêm là Thủy dần đầu dậy để mà edit clip để kịp và để chiếu ngày hôm nay. Thủy rất xin cảm ơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến ekip media của công ty Sang Vàng. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Dung, xin được cảm ơn cô chú rất nhiều, và xin mời gia đình chúng ta sẽ cùng về vị trí để tiếp tục theo dõi nhé. Xin cảm ơn.